Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Tâm Tình nha. Đây, hôm nay sẽ làm cái món bí xanh bí đỏ này xào tỏi mọi người. Mua một quả tròn tròn nhỏ nhỏ như thế này thôi. Và nhìn thì nó xanh, nhưng mà khi mà bây giờ bổ ra ở bên trong nó cũng khá là già rồi, vàng rồi mọi người. Đây, hạt hạt của nó đã chắc rồi nhé, chứ không phải là hạt nếp nữa. Chính ra nếu mà biết nhé thì ăn cái hạt này cũng rất là tốt cho sức khỏe đấy mọi người ạ. Đó, thì bây giờ em sẽ gọt vỏ và sẽ thái nhỏ ra, thái ra xong rồi để xào với cả tỏi nhé mọi người. Cái bí này ăn cũng rất là ngon, nó giòn giòn sật sật rất là ngon ấy. Bây giờ em sẽ gọt vỏ xong sẽ thái nhỏ ra để xào với tỏi. Bí là chỉ xào tỏi thôi, không có cho thịt hay không xào với thịt, không xào với cái gì hết, chỉ có xào với tỏi thôi mọi người nhé. Đây cả nhà xem em làm. Thì đây này cả nhà, đấy một cái quả bí đấy, em đã gọt sạch vỏ và em đã cắt ra như thế này. Đó, mọi người thấy không? Cắt miếng như thế này, bỏ hết ruột ra, bỏ hết hạt ra nhé mọi người nhé. Xong là cắt ra như này. Bây giờ em sẽ đi bóc tỏi, dập tỏi để chuẩn bị xào cái món bí nhé, bí đỏ. Còn đây là cái hạt đấy mọi người, tại vì là em thấy cái hạt thì nó rất là chắc, rất là chắc thì em đã lọc cái hạt ra và em sẽ mang ra phơi nhé. Em mang ra phơi cho nó khô ấy. Sau đó thì mình sẽ có thể là rang lên để ăn được, ăn cái hạt bí nó cũng tốt mà, nhưng mà phải là hạt chắc nhé mọi người, nếu mà hạt nếp thì không 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 có cái gì đâu. Đấy, còn đây là bí đã xong xuôi hết rồi. Và bây giờ em sẽ tiến hành bóc tỏi để xào bí cho mọi người xem nha, cả nhà hãy xem. Bây giờ em xào bí cho mọi người xem, em cho cái dầu rán nó già lên rồi. Bây giờ em xin tỏi mọi người. Bí đỏ bí xanh xào tỏi rất là ngon. Khi cho cái tỏi nó vàng nó thơm, sau đó là em sẽ cho bí vào. Đây là cái ấu bí em đã cắt đầy đủ hết, mình sạch sẽ và cắt rồi sẽ đổ vào. Đỏ này cũng rất là tốt nha mọi người, rất tốt cho sức khỏe, người ta còn bảo là chữa được cái bệnh đau đầu. Rất là thơm. Khi tỏi thì mình rất là thơm. Dân dã nhà nghèo, người Covid này bây giờ vẫn còn đồ ăn là tốt rồi á, các cái đó đi nuôi rồi. Con nước ở đây mình cho một bỏ cho nó ngấm nhiều chúng gia vị, xong rồi phải cho khoảng một bát con nước vào là đậy dung lại cũng mình nhé. Con nó gì đây rất là thơm ngon này. Đấy, con lấy một cái bát con nước để em đổ vào đây. Đó, ta đổ một bát con nước vào mọi người để cho nó sệt sệt như thế này. Bây giờ thì nó vẫn chưa dừ đâu mọi người, mình mới cho nước vào, mới đổ một bát nước vào. Thì bây giờ ta sẽ đóng vung lại và chờ khoảng đun tiếp cho khoảng 5 đến 10 phút, khoảng tầm 5 phút nữa thôi thì nó sẽ
dừ và nó sẽ cạn nước, mở ra cái này là cái dừ rất là ngon. Nước nó đã sệt sệt như thế này rồi, mình sẽ đóng vung lại như thế. Đó, đậy vung vào như thế, xong mình sẽ chờ. Mấy phút nữa thì mình sẽ mở ra là nó đã chín và mình sẽ múc ra bát nhé. Mọi người đón xem. Đấy, đã được 5 phút rồi, kiểm tra xem thế nào nhé. Đấy, ui, dừ nhũn luôn rồi mọi người ạ. Dừ nhũn luôn, sau khi 5 phút là nó dừ nhũn luôn này. Dừ ngon luôn. Ok rồi. Bây giờ là sẽ múc ra để mình. Nếu mà ai mà muốn ăn nó ít nước ấy, thì mọi người có thể để nó cạn hơn, nó sệt hơn. Bây giờ sẽ múc ra để mình bắt. Thôi mà. Rồi. Thành xong một cái món bí đỏ xào ấy mọi người, bí đỏ bí xanh xào. Cái này là rất là dễ làm, dễ ăn, đặc biệt là những người già và trẻ em thì rất là thích ấy mọi người. Để em sẽ cúc cho bác đúng thôi. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ đến kênh của Tâm Tình nhé. Cảm ơn mọi người, ai mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em, em có động lực và thêm được nhiều những video hơn nữa nhé. Và nhớ xem hết clip của em. Xin cảm ơn mọi người, tạm biệt, chúc mọi người sức khỏe.